Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 6 gồm có: trước hết là bản tin, tiếp đến là lá thư Vatican, và cuối cùng là một bước từng bước truyền ngắn Công giáo. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Gen Cơ Bùa theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gặp gỡ các phó tế vĩnh viễn của giáo phận Roma và gia đình của họ. Vatican. Trong cuộc gặp gỡ phái đoàn khoảng 500 người gồm các phó tế vĩnh viễn của giáo phận Roma và gia đình của họ, Đức Thánh Cha nhắc các phó tế về ý nghĩa phục vụ của chức phó tế và Ngài khuyên họ phục vụ với sự khiêm nhường là những người chồng và người cha tốt, và giúp mọi người nhận ra Chúa nơi những người nghèo và người xa lạ. Trả lời cho câu hỏi Đức Thánh Cha chờ đợi điều gì nơi các phó tế của Roma, trước hết Đức Thánh Cha suy tư về thừa thác vụ phó tế. Nhắc đến hiến chế, ánh sáng muôn dân của Công đồng Vatican I, trong đó xác định phó tế là những người đã được đặt tay, không phải để lãnh nhận chức vụ linh mục, nhưng là để phục vụ. Đức Thánh Cha nhận định rằng tính đặc trưng của chức phó tế là phục vụ, và các phó tế, chính khi dấn thân phục vụ dân Chúa, họ nhắc trong thân mình giáo hội, không ai có thể đặt mình cao hơn người khác. Điểm thứ hai, Đức Thánh Cha suy tư đó là các phó tế đảm nhiệm các công việc của linh mục khi số linh mục giảm sút. Ngài khẳng định rằng, dù điều này quan trọng, nhưng nó không tạo nên bản chất cụ thể của phó tế. Đức Thánh Cha đề cao việc giáo phận Roma thành lập nhà thờ phó tế, trao cho một phó tế theo truyền thống cổ xưa, là nơi các phó tế thực hiện công việc vì toàn thể cộng đoàn, đặc biệt với những người rốt cùng, để không ai trong họ bị thiếu thốn. Từ đó, Đức Thánh Cha nhắc các phó tế rằng họ không phải là các linh mục một nữa, không phải là những người giúp lễ hạng sang, nhưng là những tôi tớ là việc chăm chỉ để không ai bị loại trừ và tình yêu của Chúa được chạm đến đời sống của mọi người một cách cụ thể. Linh đạo của phó tế theo Đức Thánh Cha là sẵn sàng nội tâm, nghĩa là tấm lòng sẵn sàng thưa vâng, ngoan ngoãn, không để cuộc sống xoay quanh chương trình của mình, và cởi mở bên ngoài, nghĩa là hướng mắt về mọi người, đặc biệt là những người bị loại ra bên ngoài và những người bị loại trừ. Đức Thánh Cha còn đưa ra 3 lời khuyên dành cho các phó tế Roma. Trước hết là hãy khiêm nhường, làm mọi việc cách âm thầm. Thứ hai là những người chồng và người cha tốt. Hãy làm mọi việc cách vui vẻ, đừng ca thán. Điều này là chứng tá có giá trị hơn rất nhiều lời giảng. Và cuối cùng, hãy là người lính canh, giúp cộng đoàn nhận ra Chúa Giêsu nơi người nghèo và người xa lạ. Khi qua những người này, Chúa đến gõ cửa nhà chúng ta. Các giám mục Hoa Kỳ bỏ phiếu đồng ý soạn tài liệu về việc rước lễ liên quan đến các chính trị gia Công giáo ủng hộ phá thai. Hoa Kỳ, hôm thứ Sáu ngày 18 tháng 6, các giám mục Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua việc bắt đầu soạn thảo một tuyên bố chính thức về ý nghĩa của thánh thể trong đời sống giáo hội, với một phần nói về tầm quan trọng của việc xứng đáng rước lễ. Nhiều giám mục yêu cầu thiết lập các nguyên tắc để quyết định cho phép những tín hữu đang giữ các chức vị trong chính phủ và ủng hộ phá thai và trợ tử được rước lễ hay không. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong đại hội mùa xuân, diễn ra dưới hình thức trực tuyến từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6. Sau nhiều cuộc tranh luận sôi nổi vào thứ Tư và thứ Năm, với một số giám mục phản đối động thái bắt đầu soạn thảo văn kiện, dự thảo được thông qua với 168 phiếu thuận, 55 phiếu chống và 6 phiếu trắng. Với 75% phiếu thuận, Ủy ban giáo lý của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ do Đức cha Kevin Rose của Fort Wayne, South Bend, bang Indiana làm chủ tịch sẽ bắt đầu soạn thảo tài liệu, và trong đại hội mùa thu vào tháng 11, tài liệu sẽ phải được phê duyệt với ít nhất là 2/3 số phiếu thuận. Dự thảo tài liệu được Ủy ban giáo lý đưa ra bao gồm giáo huấn của giáo hội về sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong thánh thể. Chúa Nhật là ngày thánh, thánh thể là lễ hy sinh và việc xứng đáng rước lễ, trong đó có nói đến các chính trị gia Công giáo. Đức cha Ross cho biết, các giám mục không thuộc Ủy ban Đức tin có thể đóng góp ý kiến và dự thảo cuối cùng sẽ được sửa đổi trước khi được đưa ra bỏ phiếu. Hơn nữa, tài liệu sẽ không đề cập đến tên Biden hay những người khác. Nó chỉ đơn thuần cung cấp các hướng dẫn hơn là áp đặt một chính sách quốc gia có tính bắt buộc. Ngay sau khi Hội đồng Giám mục công bố việc soạn thảo tài liệu về thánh thể, Đức cha Andrew Coulson của giáo phận St. Paul đã trình bày một dự án nhằm phục hồi sự hiểu biết và tôn sùng thánh thể. Sáng kiến này đã được lên kế hoạch trong một năm sau khi một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy nhiều người Công giáo thiếu hiểu biết về bí tích thánh thể cũng như tác động của đại dịch đối với việc thực hành tôn giáo. Đức cha Coulson nói,
Các giám mục chúng ta cần một sự đổi mới tinh thần về đức tin vào Thánh Thể trong tâm hồn chúng ta. Nếu chúng ta muốn người dân và các linh mục của chúng ta thưởng thức món quà Thánh Thể, chúng ta phải đổi mới tình yêu đối với quà tặng này. Thánh tích một vị thánh Ba Lan bị trộm được hoàn trả. Ba Lan, một tên trộm đã trả lại các thánh tích của thánh Alberto Kimelowski và đã xin lỗi vì đã lấy trộm các thánh tích. Vị thánh người Ba Lan này đã là nguồn cảm hứng cho thánh Gioan Paulo II trong việc chọn ơn gọi tu trì. Vào ngày 18 tháng 6, giáo sứ Thánh Giuse ở quận Pokuje của Krakow, miền Nam Ba Lan đã thông báo trên trang Facebook của mình rằng di tích của thánh Alberto Kimelowski đã được trả lại an toàn. Thông báo cho biết hôm nay, ngay trước 7 giờ sáng, thánh tích của thánh Alberto Kmielowski bị đánh cắp đã được trả lại cho đền thánh của chúng ta. Thủ phạm vụ trộm đã đích thân mang các thánh tích đến và xin lỗi về tình huống này. Tạ ơn Chúa, cảm ơn lời cầu nguyện của anh chị em. Trước đó, vào ngày 11 tháng 6, giáo sứ đã thông báo về vụ trộm thánh tích. Trong bản tin ngày 13 tháng 6, giáo sứ thông báo cho giáo dân: "Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với anh chị em rằng, hôm thứ Ba vừa qua, sau 9 giờ sáng, hộp đựng thánh tích của thánh Alberto Kmielowski đã bị đánh cắp khỏi bàn thờ các tông đồ của lòng thương xót. Thánh Kmielowski đã được biết đến với tên thầy Alberto, sinh ra trong một gia đình quý tộc giàu có vào năm 1845. Năm 18 tuổi, ngài bị thương khi tham gia một cuộc nổi dậy chống lại lực lượng Nga. Chân của ngài bị cắt cụt mà không cần tiêm thuốc mê. Vào năm 1887, ngài thành lập dòng các tu huynh dòng ba thánh Francisco, các tôi tớ của người nghèo, được gọi là các tu huynh Alberto. Vào năm 1891, ngài thành lập dòng các nữ tu Alberto. Cả hai chi nhánh đều dấn thân để phục vụ người nghèo và người vô gia cư. Ngài qua đời vào ngày lễ Giáng sinh năm 1916. Năm 1949, giáo hoàng tương lai Gioan Paulo II đã viết một vở kịch về tu huynh Alberto có tên là Tu huynh của Thiên Chúa. Vở kịch đã được dựng thành phim vào năm 1997 do Christoph Janusz làm đạo diễn. Vị giáo hoàng người Ba Lan kể lại rằng, khi đang suy nghĩ về việc trở thành linh mục, ngài đã được cảm hứng từ quyết định rời bỏ thế giới nghệ thuật của tu huynh Alberto để sống một cuộc đời phục vụ triệt để. Đức giáo hoàng Gioan Paulo II đã phong chân phước cho tu huynh Alberto vào năm 1983 và phong thánh cho ngài 6 năm sau đó. Vào ngày 12 tháng 11 năm 1989, thánh nhân được kính nhớ vào ngày 17 tháng 6. Dịch vụ xã hội công giáo Mỹ thắng kiện trong một vụ án bảo vệ đức tin. Washington, với phán quyết nhất trí của 9 thẩm phán tối cao pháp viện Mỹ, đã xử cho dịch vụ xã hội công giáo ở Tổng giáo phận Philadelphia thắng kiện trong một vụ án bảo vệ đức tin. Vụ việc bắt đầu từ năm 2018 khi chính quyền thành phố Philadelphia ngừng ký hợp đồng với dịch vụ xã hội công giáo giúp nhận con nuôi, vì cơ quan này không chứng nhận các cặp đồng tính là cha mẹ nuôi vì lý do tôn giáo. Điều này cho thấy cơ quan công giáo đã bị thiệt hại do chính quyền không tài trợ trong lĩnh vực này nữa. Dịch vụ xã hội công giáo đã khởi kiện chính quyền thành phố Philadelphia vì đã vi phạm luật đầu tiên về tự do tôn giáo. Hôm thứ Năm ngày 17 tháng 6, tối cao pháp viện Mỹ đã đưa ra phán quyết với sự đồng ý của 9 thẩm phán, ủng hộ dịch vụ xã hội công giáo. Phán quyết khẳng định, việc chính quyền thành phố Philadelphia từ chối ký hợp đồng với dịch vụ xã hội công giáo giúp nhận con nuôi nếu không nhận các cặp đồng tính là cha mẹ nuôi là vi phạm điều luật đầu tiên về tự do tôn giáo. Cơ quan giúp nhận con nuôi chỉ tìm kiếm sự thu xếp để có thể tiếp tục phục vụ các trẻ em ở Philadelphia phù hợp với sắc tín tôn giáo của mình và không tìm cách áp đặt tín ngưỡng cho bất kỳ một ai. Đây là một chiến thắng quan trọng mới cho tự do tôn giáo ở Hoa Kỳ. Bản án xác nhận một nền luật học đã được củng cố trong những năm gần đây, như trong năm 2018, trường hợp của người thợ làm bánh ở Colorado đã từ chối làm bánh cho đám cưới giữa hai người cùng giới tính dựa trên niềm tin tôn giáo của mình. Với vụ án này, tối cao pháp viện cũng đã xử cho người thợ làm bánh thắng kiện. 123 triệu euro dành cho các kỳ thú bị bắt hại trên thế giới. Roma. Theo báo cáo hàng năm được công bố hôm thứ Sáu ngày 18 tháng 6, trong năm 2020, qua 23 văn phòng quốc gia, Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, một tổ chức của Tòa Thánh, đã quyên góp được 122,7 triệu euro cho các Kitô hữu bị bắt hại trên toàn thế giới, tăng 15,4% so với năm 2019. Nhờ những khoản đóng này, tổ chức đã tài trợ cho các hoạt động với tổng giá trị là 102,1 triệu euro, trong đó 79% được phân bổ cho các dự án, thông tin, hỗ trợ phương tiện truyền thông và các chiến dịch cầu nguyện.
Theo cách này, tổ chức đã hỗ trợ tổng cộng 4.758 dự án cá nhân ở 138 quốc gia. Ngoài ra, do sự chậm trễ gây ra bởi các hạn chế về đại dịch, 20,6 triệu euro khác sẽ được giải ngân vào cuối tháng 6 năm 2021. Từ khi bắt đầu đại dịch, tổ chức đã hỗ trợ 401 dự án liên quan đến virus corona với tổng giá trị hơn 6,2 triệu euro, trong đó có việc cung cấp cho các linh mục, tu sĩ các thiết bị phòng chống virus, cũng như trợ giúp tài chính khẩn cấp. Khoảng 32,6% tiền viện trợ dành cho châu Phi, 14,2% cho Trung Đông, 18% cho châu Á. Liên quan đến các dự án, tổ chức giúp xây dựng 744 nhà thờ, nhà xứ, tu viện, chủng viện hoặc trung tâm cộng đồng được xây dựng lại từ đầu, tái xây dựng hoặc trùng tu sau khi bị tàn phá do chiến tranh hoặc khủng bố. Ông Alessandro Monteduro, giám đốc tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Ý cho biết, báo cáo cho thấy khoản tiền đóng góp ở Ý tăng 20%, tức là khoảng 5,3 triệu euro do 15.763 ân nhân đóng góp. Với sự quảng đại này, chúng tôi đã tài trợ cho hơn 100 dự án bảo vệ các kỳ thú bị bắt hại. Ông Alfredo Mantovano, chủ tịch của tổ chức của Ý cho biết thêm, cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội do COVID-19 khiến chúng tôi lo lắng các khoản quyên góp giảm, điều này sẽ ngăn cản việc thực hiện nhiều dự án quan trọng. Nhưng hiện nay, chúng tôi an tâm bởi lòng bác ái bền bỉ của các ân nhân, chúng tôi rất cảm động trước sự quảng đại này. Một lần nữa, các ân nhân đã làm cho chúng tôi ngạc nhiên khi tỏ cho thấy cách thể hiện lòng bác ái đối với các anh chị em bị bắt hại hoặc nghèo khổ. Các ân nhân đã chứng minh rằng họ có thể vượt qua nỗi sợ hãi chính đáng và rất con người do những rủi ro xảy ra trước mối đe dọa từ COVID-19. Chúng tôi nghĩ rằng những lần phong tỏa cũng đã giúp cho nhiều người Công giáo Ý suy gẫm về những hạn chế mà thông thường rất nhiều cộng đoàn Kitô giáo bị đe dọa trên thế giới, không phải vì virus mà vì sự đàn áp, vì thù hận đức tin. Phải chịu đựng, nói cách khác, COVID-19 có thể thay đổi và trở nên hung hãn hơn hoặc ít hơn, nhưng nó không có khả năng làm suy giảm lòng bác ái được thúc đẩy bởi đức tin Kitô. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican. Nhìn lại việc Đức Thánh Cha bác đơn từ chức của Đức Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich. Kính thưa quý vị thính giả, trong những tuần gần đây, Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra một số quyết định được dư luận đặc biệt chú ý và bàn luận, đặc biệt là việc Ngài cho công bố đơn của Đức Hồng Y Reinhard Marx xin từ chức Tổng giám mục giáo phận Munich, rồi sau đó bác đơn đó yêu cầu Đức Hồng Y tiếp tục nhiệm vụ. Đức Hồng Y Marx, năm nay 68 tuổi, thụ phong linh mục năm 1979 thuộc giáo phận Paderborn, và được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá tại đây vào năm 1996, khi được 43 tuổi, trước khi được chuyển về làm giám mục chính tòa giáo phận Trier năm 2001. Cuối tháng 11 năm 2007, Đức Cha được thăng tổng giám mục giáo phận Munich và được Đức Giáo Hoàng Bích Đức 16 bổ nhiệm làm Hồng Y vào năm 2010. Sau đó, Đức Hồng Y đã làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức trong 6 năm, từ năm 2014 đến 2020. Ngài cũng là thành viên Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh. Trong thư từ chức viết ngày 21 tháng 5 và được Đức Thánh Cha cho công bố ngày 4 tháng 6 sau đó, Đức Hồng Y Marx đặc biệt nhấn mạnh gánh nặng của những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên đè trên số phận của giáo hội. Ngài nhìn nhận những thất bại về phương diện cá nhân và những sai lầm về hành chánh, và cả sự thất bại của cơ chế và hệ thống của giáo hội liên quan đến cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục. Đức Hồng Y viết, tất cả chúng ta đều đồng trách nhiệm về sự thất bại đó. Và theo Đức Hồng Y, có một khúc quanh duy nhất để ra khỏi cuộc khủng hoảng này, đó là con đường công nghị. Ngày 5 tháng 6, tức là hôm sau ngày công bố lá thư từ chức của Đức Hồng Y Marx, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức Georg Petzin, Giám mục Giáo phận Liên Buộc, trong cuộc phỏng vấn dành cho kênh truyền hình Mediatek, tuyên bố hoàn toàn ủng hộ luận đề của Đức Hồng Y Marx và nói rằng, trong giáo hội, người ta nhận thấy một sự thất bại hàng loạt, có hệ thống
và chỉ có thể có những câu trả lời nhất loạt. Những câu trả lời này phải có tính chất cơ bản, đó là con đường công nghị. Đây là con đường mà Giáo hội Công giáo Đức đang theo đuổi từ 2 năm nay và dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 2 năm tới đây với những đề nghị cải tổ trong 4 lĩnh vực qua 4 diễn đàn của công nghị. Cải tổ việc thực thi quyền bính trong giáo hội, cụ thể là dân chủ hóa. Vai trò của phụ nữ trong giáo hội, trong đó có việc cho phụ nữ chịu thánh chức. Cải tổ luân lý tính dục của giáo hội cho hợp thời và sau cùng là thay đổi luật độc thân giáo sĩ. Như một phản ứng về quan niệm và lập trường trên đây, ngày 8 tháng 6, báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh có đăng bài của Đức Hồng Y Julian Heron, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về giáo luật, bác bỏ lập luận của Đức Hồng Y Reinhard Marx trong đơn từ chức để lên Đức Thánh Cha cho rằng giáo hội đang ở ngõ kẹt, đang ở đường cùng về nạn lạm giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Đức Hồng Y Heron, 91 tuổi, người Tây Ban Nha, khẳng định rằng một giáo sĩ lạm dụng tính dục một trẻ em và một giám mục hay một bề trên dòng che đậy những lạm dụng ấy thì bản thân có lỗi về luân lý, nhưng giáo hội công giáo như một định chế không có lỗi về điều này. Những sai lầm, tội lỗi và đôi khi cả những tội ác của các phần tử giáo hội, kể cả các thành phần thuộc hàng giáo phẩm, không thể cho phép nghi ngờ sự đáng tin cậy của giáo hội và giá trị cứu độ cũng như giáo huấn của hội thánh. Đức Hồng Y Herons cũng viết rằng, vấn đề ở đây không phải là bảo vệ hình ảnh tự yêu quyền lực và uy tín trần tục của một giáo hội tự vệ mà quên lòng khiêm tốn, nhưng là tái khẳng định đặc tính thần linh của giáo hội, sự thánh thiên của các bí tích mà giáo hội cống hiến như những giá trị và uy tín ngàn đời của sứ điệp cứu độ. Vì thế, lẫn lộn trách nhiệm cá nhân với những trách nhiệm cơ chế đối với những tội ác lạm dụng tính dục sẽ có nguy cơ làm thương tổn dư luận quần chúng và có lẽ làm hại cả lương tâm của các tín hữu cũng như uy tín của hội thánh và sứ điệp tin mừng. Cả Đức Hồng Y Walter Kasper, 88 tuổi, người Đức, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, cũng tỏ ra rất lo âu về con đường công nghị của Công giáo Đức và cảnh giác giáo hội Đức đừng đưa giáo hội theo con đường này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo của giáo phận Passau, số ra Chủ nhật ngày 6 tháng 6, Đức Hồng Y Kasper nói rằng con đường công nghị ở Đức không tỏ cho dư luận một hình ảnh thật là tốt. Tôi rất lo lắng, nhưng tôi thận trọng đưa ra một phán đoán chung kết toàn bộ. Cho đến nay, chúng tôi nghe những tiếng nói cá nhân nhiều khi la ó và những nhóm cá nhân ồn ào, nhưng chúng ta chưa có văn bản chung kết. Điều vượt quá sự tưởng tượng của tôi là những đòi hỏi bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ và truyền chức linh mục cho phụ nữ từ phía 2/3 của các giám mục Đức. Điều này khó lòng đạt được sự đồng thuận với giáo hội hoàn vũ. Đức Hồng Y Kasper cũng nhận định xét rằng con đường công nghị của Công giáo Đức có cơ cấu yếu ớt, nó chẳng phải là một công nghị đúng nghĩa và cũng chẳng phải là một tiến trình đối thoại thuần túy. Ban đầu, đây là một tiến trình đối thoại, rồi sau đó Hội đồng Giám mục có tiếng nói, tiếp đến là Đức Giáo Hoàng và cuối cùng mỗi giám mục tùy ý làm những gì mình nghĩ là tốt trong giáo phận thuộc quyền. Làm sao tất cả những điều đó có thể dẫn tới một danh xưng chung? Đó là điều thật khó tưởng tượng, đứng trước sự bất đồng của các giám mục Đức. Hơn nữa, có sự thiếu sót ngay từ đầu về nội dung. Tại sao con đường công nghệ không coi trọng lá thư của Đức Giáo Hoàng Francisco gửi cho cộng đồng dân chúa tại Đức? Đức Hồng Y Kasper cảnh giác giáo hội tại Đức đừng muốn đưa con đường của mình để áp dụng cho giáo hội hoàn vũ. Ngài nói, người Đức chúng ta được tôn trọng trên thế giới vì những tư tưởng rõ rệt về khả năng tổ chức, về sự quảng đại đóng góp và cả về thần học. Nhưng tôi cũng nhận thấy rằng các dân tộc khác phản ứng khó chịu khi chúng ta muốn thiết lập hành trình cho họ theo phương châm thế giới nên theo con đường của Đức. Tôi thấy những đề tài được bàn đến trong con đường công nghị ở Đức chẳng giữ vai trò nào đối với các nước khác. Sau những phản ứng trên đây, ngày 10 tháng 6 có tin Đức Thánh Cha bác đơn xin từ chức của Đức Hồng Y Reinhard Marx và yêu cầu Đức Hồng Y tiếp tục làm tổng giám mục giáo phận Munich. Trong thư, Đức Thánh Cha viết, cảm ơn Đức Hồng Y vì lòng can đảm theo tinh thần Kitô, không sợ bị nhục trước thực tại lớn lao về tội lỗi. Đảm nhận cuộc khủng hoảng với tư cách cá nhân và cộng đồng, đó là con đường duy nhất có hiệu quả. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, toàn thể giáo hội bị khủng hoảng vì những vụ lạm dụng và giáo hội ngày nay không thể tiến bước mà không đảm nhận cuộc khủng hoảng ấy.
vì chính sách đà điểu, không nhận thực vấn đề sẽ không đưa tới đâu cả, và cuộc khủng hoảng phải được đón nhận với lòng tin phục sinh của chúng ta. Những thái độ duy xã hội và duy tâm lý là vô ích. Sau khi nhận được thư của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Marx tuyên bố vâng phục quyết định của Đức Thánh Cha và viết, trong tinh thần vâng phục, con chấp nhận quyết định của Đức Thánh Cha. Con không ngờ Đức Thánh Cha phản ứng mau lẹ như thế và cũng không đợi quyết định của Đức Thánh Cha, theo đó con phải tiếp tục nhiệm vụ. Đức Hồng Y Marx, khi làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã từng tuyên bố, chúng tôi không phải là một chi nhánh của Roma. Giờ đây, đơn từ chức của Đức Hồng Y bị Đức Thánh Cha Francisco bác và Đức Hồng Y tuyên bố vâng phục tiếp tục làm Tổng giám mục giáo phận Munich. Sự việc này là một tín hiệu gửi đến những người ở Đức, tuy không tuyên bố, nhưng vô tình hay hữu ý, đang đi trên con đường ly giáo. Trong thư gửi đến Đức Thánh Cha bày tỏ chấp nhận quyết định của Ngài, Đức Hồng Y Marx không nhắc đến con đường công nghị nữa. Có người cho rằng con đường này đang bị chìm trong một biển cả của tiến trình công nghị do Đức Thánh Cha sắp chính thức khởi xướng vào tháng 10 tới đây để tiến tới Thượng Hội đồng Giám mục về công nghị tính sẽ nhóm vào năm 2023, trong đó không có những luận đề như con đường công nghị của Đức. Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt. Từ lòng nhân hậu. Chuyện ngắn của tác giả Cao Danh Viện, trích trong tập truyện ngắn Cùng mẹ chúng tôi đi. Người đọc Teresa Hạ Quyên. Vatican News tiếng Việt thực hiện. Đám tang của cụ Cương vừa xong thì trời đã sáng rõ. Một số người lần lượt kéo nhau về để chuẩn bị công việc cho một ngày mới. Một số ít còn bùi ngùi nán lại trước mộ phần của cụ, lâm râm thêm mấy lời cầu kinh. Một số nữa thì tản ra, đến với mộ phần của người thân. Chúng tôi cũng nán lại để cùng đọc kinh Catena, lặng lẽ chào cụ lần cuối rồi ra về. Cụ là một hội viên bảo trợ của Layo. Vừa ra đến cổng nghĩa trang, chúng tôi gặp một phụ nữ vội vàng lội ngược dòng người, mặc hớt hả báo tin cho chúng tôi. Chị Lan uống thuốc tự tử từ hôm qua, đã đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng bệnh viện mới trả về sáng hôm nay. Chị đang nằm thoi thóp. Chúng tôi nhìn nhau bàng hoàng. Chị Lan là người mà nhóm chúng tôi thường hay thăm viếng. Chị đang rối hôn phối với một người lớn hơn chị gần 20 tuổi. Dù rối hôn phối không thể gỡ được, nhưng tuần nào chị cũng đi dự lễ Chúa Nhật. Chị luôn có một niềm khao khát muốn trở về với Chúa. Thế mà... Chúng tôi đến bên giường chị, người chị nồng nặc mùi thuốc. Chị đưa mắt nhìn chúng tôi. Ánh mắt mở to bằng sự cố gắng hết sức, như để van nài khẩn khoản. Chị có nhận ra chúng em không, chị Lan? Một cái gật đầu vội vàng đáp lời chúng tôi, rồi chị cố gắng hết sức với giọng nói gần như đứt quãng, mà lại gấp gáp. Tôi biết tôi đã sai, vừa lỗi luật sống rối vợ chồng, giờ lại uống thuốc tự tử. Tội tôi khó được tha, nhưng tôi xin các anh chị đọc kinh cầu nguyện để cứu linh hồn tôi. Tôi chỉ xin được Chúa tha tội, còn phần xác thì tôi biết. Nói một hơi như sợ không còn được nói nữa, rồi chị rũ rượi ngã người ra, nhưng tay vẫn quờ quạng tìm sâu chuỗi mân côi vừa buông rơi đâu đó. Anh nhìn tôi nhìn anh. Một chút xót xa, nhưng xót xa để mà hy vọng. Anh nói với tôi,
có tội gì đi nữa, nặng bao nhiêu Chúa cũng tha được hết. Đồng cảm với anh, tôi nói ngắn gọn, mình đi. Chiếc xe máy lại đưa anh em chúng tôi lên nhà xứ. Rất may mắn, cha xứ vừa mới xong giờ thể dục buổi sáng. Cha tiếp chúng tôi ngay tại sân nhà xứ, mình đang còn nhễ nhại mồ hôi. Tôi cố gắng trình bày nhanh gọn về hoàn cảnh và mọi diễn biến của chị Lan. Riêng câu nói cuối cùng của chị, chúng tôi trình bày đầy đủ, từng chữ, từng lời. Cha xứ nghe chúng tôi trình bày một cách chăm chú. Sau một thoáng đăm chiêu, ngài nói: "Các ông về làm các việc chuẩn bị đi, nhất là chuẩn bị tư tưởng cho ông chồng bà ấy. Tôi sẽ đi ngay." Vừa vui mừng, vừa hy vọng, chúng tôi ra về để báo tin và chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Thế là chị Lan đã được gặp cha trong giờ phút cuối, được lãnh nhận ơn tha thứ cùng với các bí tích sau hết, và bình an thanh thản ra đi trong tình thương của Chúa. Anh em chúng tôi lại phải gặp cha xứ một lần nữa. "Thưa cha, còn việc mai táng thì sao? Chị có được chôn trong đất thánh không ạ?" Các ông hỏi ban thường vụ. Ông trưởng ban thường vụ đứng bên cạnh trả lời ngay: "Các ông đã biết rõ quy định của giáo xứ rồi, đưa ra gần sân banh mà táng, nơi đó dành cho những tội nhân công khai. Chứ trường hợp này làm sao mà chôn trong đất thánh được?" Cha xứ nói ngay: "Không được, đất sân banh tôi đang có kế hoạch để xây dựng." "Thế thì chôn ở đâu đây thưa cha?" "Thì một góc nào đó trong đất thánh cũng được." "Tội nhân công khai mà thưa cha." "Thì mới bị vào một góc, phạt thế cũng đủ rồi chứ." "Cha bảo thì chúng con xin vâng." Thế là một trường hợp hiếm thấy xưa nay ở xứ tôi đã có. Chị Lan, một tội nhân công khai, vừa rối vợ chồng, lại mới vừa tự tử, nhưng cũng được chôn trong đất thánh, dù là một góc của đất thánh. Mừng cho chị vì cái xác của chị không phải bị tha hương. Đám tang của chị thật lặng lẽ. Mặc dù cha xứ không cấm trống chiêng cờ quạt, nhưng người đi đưa vẫn thưa thớt. Chúng tôi đến thăm ông ba dài, chồng của chị Lan, thắp hương cho chị và đọc mấy kinh cầu cho chị Lan được Chúa thương tha thứ và đưa về với Chúa. Đồng thời cũng chia sẻ với ông ba về sự đau buồn mất mát của ông. Sau những hụt hẫng, đau xót và bận rộn những ngày tang lễ, giờ đây phần nào ông cũng được ổn định. Ông bùi ngùi nói chuyện với chúng tôi: "Tôi rất xót xa về cái chết của vợ tôi, nhưng tôi được an ủi nhiều trong biến cố này. Khi còn sống chung với nhau, bà ấy thường nói với tôi rằng, sống với nhau mà không có phép hôn phối là tội nặng. Bà muốn tôi cùng theo đạo với bà để vợ chồng cùng một hướng, nhưng tôi cứ chần chừ hoài. Nay thì đâu còn kịp nữa, bà ấy đã đi rồi." Dừng lại một lát để che lại sự xúc động, rồi thở một hơi dài, ông tiếp tục với giọng trầm trầm: "Tôi muốn nói rất nhiều lời cảm ơn các anh chị em theo bổn đạo. Tôi đặc biệt cảm kích lòng nhân hậu của cha xứ đã tha thứ và cho vợ tôi yên nghỉ trong đất thánh. Tôi tin vợ tôi sẽ được Chúa tha thứ hết mọi tội lỗi." Thông cảm với ông, tôi an ủi: "Cứ tin như vậy anh ba ạ. Chúa sẵn sàng tha thứ hết mọi tội lỗi cho người có lòng hối cải. Anh cứ tin và có quyền tin như vậy." "Chị Lan bây giờ kể như ổn việc rồi. Anh phải cố gắng lo cho phần mình và luôn nhớ mà cầu nguyện cho chị ấy nhiều hơn." Một chút băn khoăn, ông tròn mắt nhìn chúng tôi: "Làm sao cầu nguyện được, tôi chưa có theo đạo mà." "Thì xin theo đạo." "Tôi đã già rồi,
liệu có muộn không? Không bao giờ là muộn cả. Chỉ cần anh muốn và tin Chúa, bọn em sẽ giúp anh. Và như thế đó, một ông già đã thất thập cổ lai hy mà mỗi chiều đều đặn đến lớp giáo lý, chăm chú nghe lời và tìm gặp Chúa bằng tất cả thiện chí của mình. Một năm sau, ông được lãnh nhận bí tích rửa tội và các bí tích nhập đạo. Ông trở thành con Chúa nhờ sự yêu thương của cộng đoàn, và nhất là ông đã được chinh phục bởi lòng nhân hậu của cha xứ chúng tôi. Đám giỗ lần thứ nhất của chị Lan có giờ kinh đông đảo giáo dân tham dự. Đặc biệt, có một giáo dân mới toanh, ông Ba Dài, chồng của chị Lan. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.